Rồi hiện tại em đang lên bộ mẹ con 48 triệu nè cô chú chị. Nghe cọp nè, con được ba bê nè 48 triệu nè đi giao khách nha. Đó giờ một con siêu lai chữa 8 tháng với chữa 5 tháng gì của chú chị. Đó con siêu lai này 28 triệu nè. Đó siêu lai chữa 28 triệu ha. Rồi giờ đi giao cho khách. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh của hai con đực kem ha. Đó bò này lụng 5 tháng mấy tuổi rồi cô chú chị. Đó thì cái con mấy đây nè, con mấy đây em đo thì chiều cao là 1m1 ha, nhưng bò này nói chung thì hai con này lực lạc kiểu mẫu rất đẹp nha cô chú chị. Đó con cái thì nó mới 5 tháng mấy tuổi à. Đó con bên đây thì 1m1 bò, còn con mấy bên kia thì pin lực. Đó con kia thì 1m5, 1m6 bò ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hay đực này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đây tướng tá dài đòn nha cô chú chị. Em nói hai con bò này lực lạc ha. Đây chân móng thì đều chân móng sò ha, xương sóc thì cũng khá to nè. Đó thì không có con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì nghe cô chú chị. Đó hai con này thì không có ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đó nhưng em nói hai con này thì cấp mình nó quá hay, cấp mình nó lực lạc lắm cô chú chị. Con nào cũng lấy cái vàng đích nè. Đây đó, nói chung thì bò này kiểu mẫu không nghe cô chú chị. Đó kiểu mẫu thì rất đẹp ha, tướng tá cấp mình nè. Đây con pháp kem trắng bên đây này cô chú chị. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó thì hai con bò này anh chủ nhà cũng bán với giá là 37.500.000. Đó 37.500.000 thì cô chú chị nào thấy ưng cặp bò này cứ liên hệ số điện thoại em để tình hình ha. Chung thì tiền nào của nấy cô chú chị. Nó tại vì bò này thì đó lực lạc ha, đít nở dai nở nè. Đây cái phần dai của nó nè cô chú chị, phần dai với phần đít nè. Đó lưng thì lưng đôi ha, lưng đôi dai đôi nha cô chú chị. Hay tướng tá cấp mình nè. Đây con này lực dữ dằn nữa nè cô chú chị. Cái đít với cái lưng con này thì khỏi nói luôn. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng gặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì bà con nào mình có ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi ha, có ưng thì mình điện em. Đó thì bà con nào thì em sẽ ghép xe bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó thì nói chung thì bữa hay bữa nó em có chuyến giao về Tây Ninh. Đó Tây Ninh với Bình Dương. Đó với An Giang của chú chị. Đó An Giang thì nói chung thì hôm qua em có giao bên An Giang rồi, nhưng mà nay thì có khách ở An Giang chốt nữa thì em có chuyến giao về An Giang nữa. Đó với Kiên Giang. Đó thì bà con ở mấy vùng đó thì em sẽ ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đây tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó em nói bò tướng tá cấp mình. Đó với em có chuyến giao về Tà Vinh nữa cô chú chị. Thì bà con ở mấy vùng đó thì có ưng thì mua, em sẽ ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó em nói bò này kiểu mẫu không nghe cô chú chị. Đít nở dài nở ha, tướng tá cấp mình nè, nói khá đẹp nè. Đó nói chung bò này kiểu mẫu không ạ. Đó thì bò nói chung thì lụng mới 5 tháng mấy tuổi của chú chị. Đó nhưng mà bò thì ú bò ha, pin lực. Đó con này nhất là em nói cái con pháp trắng bên này nè, cái đít của nó thì khỏi nói luôn, nó tướng tá sùng sình không. Đó cái đít thì khỏi nói luôn nè chú chị. Con này thì chiều cao 1m5, 1m6 bò ha. Đó con kia thì 1m1. Đó thì cặp này giá là 37.500.000. Đó còn cô chú chị nào muốn gặp anh chủ nhà thương lượng tiền xe thì điện cho em nhắn tin số anh chủ nhà cô chú chị mình thương lượng tiền xe tiền cổ ha. Đó tướng tá cấp mình thì khỏi chơi luôn nha cô chú chị. Em nói bò này pin lực nó khá đẹp ha. Đây nè cái dai nè, nói con này sao nuôi lên cái dàn cổ là dữ dằn luôn cô chú chị. Còn con này thì cũng dai đôi nè, thấy không, dai đôi lưng đôi nè ha. Đó tướng tá nè cô chú chị coi nè. Đó con nào cũng lấy tướng tá nè. Đó thì hai con này thì đều có búp sừng ha. Đó thì cô chú chị nào thấy hai đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị em điện trực tiếp nha. Đó hai con này thì khá đẹp nha cô chú chị, tại vì bò kiểu mẫu. Nói chung thì đó những con bò nó cao tới 1m2 mấy, nó vẫn rẻ hơn những con bò lùng nha cô chú chị. Đó, tại vì những con bò nó thấp. Đó thì rằng nó nhỏ ngày tháng nhưng mà bò nó kiểu mẫu hay nha, nuôi sao lên lượng thịt dữ dằn luôn cô chú chị. Đó thì nãy giờ giá cả của hai đực này thì em gửi đến đầy đủ cô chú chị mình rồi. Đó là cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình.
Đó, em nói hai con này thì lưng dai khỏi nói, lưng dai đôi không cô chú chị, lưng đôi dai đôi ha. Đó, mặt mày khá đẹp nè. Đó, tướng tá cấp mình nè. Nó không ốp xe là xuống rúng xuống ruột chị ha. Đít nở dai nở. Đó, giá là 37.500.000. Đó thì hình ảnh về giá cả của hai đực này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình ảnh của hai con đực 3B ha. Đó, hai con đực 3B bông nè cô chú chị. Đó, em nói hai con này thì tướng tá cấp mình thì khỏi chê. Đó, con nào con nấy dài đòn khỏi nói cô chú chị. Đó, hai con 3B bông ha. Đó, hai con thì xương sóc rất to. Đó, bò này lụng 6 tháng mấy tuổi nè cô chú chị. Đó, thì cái con này nè. Đó, cái con này thì em đo là chiều cao 1m15-16 bò ha. Đó, còn con này thì 1m11-12 bò của chú chị. Đó, nhưng em nói hai con này thì binh lực thì dữ dằn luôn. Đó, tướng tá cấp mình thì khỏi chơi luôn. Hai con này em nói là tướng tá cấp mình khỏi chơi ha. Đó, chân móng thì đều chân móng sò. Đó, nhưng có con gum bên kia, con bên kia cái đầu gối bên trước bên cái giò phải của nó của chú chị. Con này nè. Đó, cái giò phải của nó cái có cục bú nhẹ ha. Đó cô chú chị, nói chung thì con bú này thì mình nuôi thì vỗ béo này, nói chung thì mình nuôi cũng bình thường. Đó, có cục bú nhỏ của chú chị, nhằm khi nó quỳ lên quỳ xuống này nó sẽ là bể luôn cô chú chị. Đó thì bà con nào thấy mua cặp này về mình nuôi vỗ béo nha. Nhưng mà em nói hai con này thì lực lạc. Đó, cái phần lưng với phần đít của nó thì khỏi nói luôn, lưng dài khỏi nói của chú chị. Hai con này thì có nhú sừng ha. Đó thì hai con này anh chủ nhà ông bán giá là 43.500.000. Đó, bò thì 6 tháng mấy tuổi nha cô chú chị. Đó. Đó, hai con này thì đít khỏi nói cái dàn đít của nó luôn cô chú chị. Đây dàn dai nè, cô chú chị coi cái dàn dai của nó nè. Đó cái phần dai nè. Đó phần dai khỏi nói luôn. Đây con bên đây nữa nè cô chú chị. Hai con này thì biên lực thì khỏi nói luôn. Đó, em nói cái dàn dai của hai con bò này dữ dằn luôn á. Đó thì hai con này giá là 43.500.000 nè. Đây con nào con nấy nó dài đòn, em nói nó dài đòn thôi, hết biết hai bò này dài đòn luôn. Đó xương sóc thì rất to ha, đít thì đít nở bản đùi nè. Đó bản đùi con nào con nấy hết nấu luôn cô chú chị. Đó còn con bên đây thì chân móng hoàn thiện ha. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó thì cô chú chị này thấy ưng hai đực này cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Đó con nào con nấy cái dàn đít nè, dàn đít dàn dai khỏi nói cô chú chị. Đó, tướng tá thì dài đòn nè. Đó, em nói hai con bò này thì tướng tá dài đòn kiểu mẫu rất hay. Đó, hai con này nuôi sao lên cái lượng thịt thì khỏi nói luôn cô chú chị. Hôm nay cái đít nè, hết biết cái dàn đít không. Đó thì hai con này giá là 43.500.000 nè. Thì nói chung thì hiện tại thì bao bê thì nó mắc hơn kem nó tầm khoảng 1 triệu mấy, mắc hơn kem tầm khoảng 1 triệu mấy 2 triệu con ha. Đó, nó nhưng em nói hai con này thì nó pin lực thì khỏi nói luôn, không có chê gì luôn cô chú chị. Đó, bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mình mua giùm nuôi vô béo thêm nha. Đây em lấy hết tướng nè. Đó, em nói hai con này nó dài đòn mà cái lưng cái dài với cái đít của nó khỏi nói, đít nở dài nở ha, dài thì dây đôi. Nó phần dài của nó là cô chú chị. Đây tướng tá cấp mình. Nó còn con này nè. Con này hết biết cái đít không, cái lưng của nó, cái dài của nó là cô chú chị. Đó, em nói cái bôi này, cái dài này, cái dài của nó nè. Nó dài thì dài đôi ha. Nó tướng tá còn nào nói nó dài đòn. Hai tướng tá này. Đó, em nói nó dài đòn ha. Bò thì kiểu mẫu nè cô chú chị. Cái nó dài đòn, hết nói nhỏ dài đòn luôn không. Nó đít nở dài nở ha, xương sóc thì cũng khá to. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hay được cái liên hệ cho mình để tâm hình. Nó xương sóc thì khá to nè cô chú chị. Đó, nó có cục bu nhẹ đó ha. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép cho. Đó hai con này giá là 43.500.000. Đó hai con 3B bông nè cô chú chị. Đây mặt phần mặt mày nè. Đó bò thì có cái mấy tuổi nha. Nó tướng tá cấp mình nè cô chú chị thấy không, tướng tá cấp mình lực lạc nè. Nó cái dàn dai với dàn đít xanh khỏi nói luôn.
Cái phần dai của nó nè cô chú chị, nó cái phần dai của bò này dữ dằn luôn, hai bò này dữ dằn luôn, em nói thiệt luôn. Đó thì bà con nào thấy ưng thì mình mua về mình nuôi vô béo thêm ha. Hai con này thì cực kỳ đẹp, đó vuông bò đều bò, đít nở dai nở, đó con nào nấy thì khá đẹp luôn nè cô chú chị. Đó giá là 43.500.000 bao bê. Đó hai con bông ha, nó xương sóc thì rất to, nó dài đòn lực lạc. Rồi thì hình ảnh và giá cả của hai đực bao bê này thì em gửi đến đầy đủ cô chú chị rồi, nó đít mú mú luôn rồi cô chú chị, hảo lên lương thịt là dữ dằn luôn ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai đực bao bê này em gửi đến cho cô chú chị xong. Đó cô chú chị nào thấy ông chụp đực thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em thông tin số chủ nhà cho cô chú chị. Cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa giờ 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò béo bò sinh sản thì vào hai khung giờ để có điện cho em ha. Nói chung hiện đại đi thì toàn là ghép xe không nghe cô chú chị. Đó thì bà con mình thấy ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi, có ưng thì điện cho em ha. Rồi thì ảnh về giá cả hai đực này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Đó thì bây giờ em xin kết thúc video ha, xin chào cô chú chị.